Triều Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, cuộc nổi loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm thứ Tư, ngày 6 tháng Giêng năm 2021 vừa qua, do một nhóm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump cực đoan, bạo động, khiêu khích phá phách, tấn công tòa nhà Quốc hội trong lúc Quốc hội đang trong quá trình nghi thức chứng nhận số đại cử tri tròn của 50 tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ. Trong nhóm người nổi loạn tại tòa nhà Quốc hội, đặc biệt chúng tôi nhận thấy sự xuất hiện của lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho người Việt tị nạn cộng sản ở khắp mọi nơi trên thế giới. Vụ việc một số người gốc Việt mang theo cờ vàng tấn công tòa nhà Quốc hội, nó có ảnh hưởng gì đối với cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, nhất là đối với thế hệ gốc Việt trong tương lai? Chúng tôi có cơ hội tiếp chuyện cùng với một số cư dân đang sinh sống tại tiểu bang Massachusetts như sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bên đường dây bên kia là anh Hùng Nguyễn. Anh là một trong những người đã từng làm với thị trưởng của thành phố Boston tại tiểu bang Massachusetts. Chúng tôi cũng muốn tiếp chuyện cùng với anh để lắng nghe sự chia sẻ của anh về vấn đề mà chúng ta đã biết nó xảy ra rất là rầm rộ trong tuần vừa qua. Đó là việc có sự xuất hiện của lá cờ vàng trong cuộc tấn công. Tại nếu mà không có cuộc tấn công này thì chúng ta có lẽ là không có câu chuyện này để nói về lá cờ vàng, tại sao nó xuất hiện tại Washington DC. Thì trong rất là nhiều cuộc biểu tình cho nhân quyền hoặc là tranh đấu cho tự do dân chủ của Việt Nam cũng như là những người tù nhân lương tâm, thì chúng ta đã dùng cái lá cờ đó là đại diện cho người Việt, người gốc Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ hoặc là khắp nơi trên thế giới. Nhưng hôm nay cái câu chuyện nó trở nên hơi rắc rối, tức là cái việc này nó có ảnh hưởng rất lớn đối với chẳng những thế hệ trước và thế hệ sau, còn thế hệ sau nữa của chúng ta. Thì theo anh có thể cho biết là cái suy nghĩ của anh về cái việc mà lá cờ vàng ba sọc đỏ đã xuất hiện trong cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 vừa qua. Theo cái quan điểm riêng của tôi đó, thì tôi thấy như vậy nè. Trước tiên đó, chúng ta không có nên coi như là vơ đũa cả nắm. Quan điểm của tôi là như vậy. Cái lá cờ đó là lá cờ đại diện cho người Việt Nam mình yêu tự do. Chúng ta ai cũng mong muốn nó được xuất hiện ở những cái nơi như là trường học nè, bệnh viện nè, hoặc là những cái nơi mà hội thảo nhân quyền hoặc là đa văn hóa, ví dụ như vậy. Chúng ta ai cũng rất là thích và hãnh diện cái điều đó. Tuy nhiên, bản thân tôi thì tôi phản đối và cực lực lên án chúng ta dùng những cái hình ảnh đó mà để đại diện cho bạo động hoặc là những cái gì đó mà nó vi phạm pháp luật. Yeah. Thì trong bất kỳ một cái lý do gì, chúng ta không được nên sử dụng cái lá cờ đó cho những cái hành động mà nó tiêu cực như vậy. Tuy nhiên, những cái người mà theo cái nhìn của tôi đó, thì những cái người mà họ cầm cái lá cờ đó, họ đi biểu tình ở Washington DC đó, tôi nghĩ cái đó là cái quyền của họ, chúng ta nên tôn trọng. Tuy chúng ta không thích, nhưng chúng ta nên tôn trọng. Tại vì thực tế mà nói, cái lá cờ đó nó không có thuộc quyền sở hữu của bất cứ một tổ chức nào và một cá nhân nào. Hơn nữa, chưa chắc gì những cái lá cờ đó nó đại diện cho một cái tổ chức nào hoặc là một cái hội đoàn nào đó. Có thể là do những cái người mà họ tự cảm thấy, họ tự phát, họ cảm thấy cái điều đó họ xài là đúng. Thì tôi nghĩ là cái đó chúng ta nên tôn trọng. Tuy chúng ta không thích, nhưng chúng ta phải nên tôn trọng. Và nếu như quý vị, những người nào mà không có đồng ý với cái hành động đó, thì chúng ta có thể lên tiếng thôi. Thì như bây giờ tổ chức của chúng ta có thể ra một cái thông cáo là tổ chức chúng tôi không ủng hộ cái đấy, không có dính dáng gì tới cái đó. Thì cái đó là cái bình thường. Tuy nhiên, chúng ta phải tôn trọng, nhất là cái quyền tự do phát biểu của người Mỹ. Không thích, chúng ta vẫn phải tôn trọng. Kính thưa quý vị, bên đường dây bên kia là ông Dũng Huỳnh, là một người cư dân sinh sống tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Ông Dũng Huỳnh, trong tuần vừa qua thì ông đã nhìn thấy những hình ảnh lá cờ vàng của chúng ta, đặc biệt trong biểu tình lá cờ vàng tung bay là dĩ nhiên cái điều chúng ta rất là hãnh diện, tại vì chúng ta tranh đấu cho tự do dân chủ. Nhưng lần này nó đặc biệt khác một tí là lá cờ vàng đã tiến tới tòa Quốc hội và đã tấn công tòa Quốc hội cùng với những thành phần mà gọi là bên phía cánh hữu của Tổng thống Donald Trump. Khi mà ông nhìn thấy lá cờ của chúng ta tung bay trên cái tòa Quốc hội như thế, thì trong cái bối cảnh như thế này thì cảm nhận của ông như thế nào? Thực tình mà nói, với cảm nhận của tôi thì tôi thấy quá phản cảm. là gì, cái đó một công việc làm như thuê vô ý thức. Cái vô ý thức ở đây là tôi thấy như thế này là gì, cái lá cờ đó nó đại diện cho một dân tộc, đó, bao nhiêu giọt máu, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu sinh mạng đã đổ xuống để giành giữ cũng như bảo vệ cái lá cờ đó, mà sai tại xã hội dự sử dụng vào vấn đề cá nhân. Tại vì cái vấn đề này nó không thuộc về một chính thể mà không phải đại diện cho một quốc gia, mà nó thuộc về một cá nhân của họ, hoặc là một group này của họ thôi, chứ không phải đại diện cho toàn dân tộc của đất nước Việt Nam. Lá cờ đó chúng ta sẽ sử dụng vào ở những trong trường hợp đại diện trong dân tộc, kêu gọi cộng đồng Việt Nam hưởng ứng tất cả những cái gì của người Việt Nam thuộc về những cái quyền lợi chính trị, đàn áp tôn giáo, dân tộc, các dân chủ này là các thứ để dành cho người Việt Nam, chứ không phải để sử dụng cho riêng cá nhân họ hoặc là một nhóm, một cái ban thể của họ, không được cái điều đó. Thành thử ra tôi yêu cầu rằng là tất cả những người mà đã sử dụng những cái lá cờ đó, không phải riêng một trường hợp này, mà từ nay trở đi mình hãy suy nghĩ cho kỹ, chín chắn, đừng bao giờ sử dụng lá cờ một cách bừa bãi như vậy, để sao về thế hệ về sau, về con cháu chúng ta về sau, họ nó nhìn đó, nhìn vào những cái hình ảnh đó, họ đừng có bắt chước. Mình sẽ làm như thế nào để cho con mình, cháu mình, cháu nội, cháu ngoại mình, cháu chắc mình nó hãnh diện với cái lá cờ của mình, của người Việt Nam mình. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn ông rất là nhiều. Cái thú vị như lời ông Dũng vừa chia sẻ, nếu trong lịch sử lá cờ vàng ba sọc đỏ là một cái dấu đen của lịch sử như hiện nay thì đó là một điều không may cho thế hệ mai sau. Chị Giang Trần thực cho đài SBTN từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.